Xin mời quý vị và bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình của sóng truyền thông Black Media để theo dõi trận thi đấu thứ hai trong buổi sáng hôm nay ở bên sân 1, đó là cuộc đối đầu của cầu thủ Hải Chính và các cầu thủ Hải Châu. Và các trận đấu tại giải bóng truyền nam của Huyền Hậu năm 2024 lần này sẽ được quay phát bởi hãng truyền thông rất nổi tiếng, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông và quảng cáo Red Media, và sẽ được quay phát trực tiếp trên kênh Red Media của Phở Bò và trên YouTube cũng là Red Media. Đang ở bên tay phải mày nhỏ quý vị bạn là các cầu thủ bóng chuyền của xã Hải Lý, và bên tay trái sẽ là đội bóng Hải Châu với trang phục áo trắng quần đen, đó là đội bóng Hải Châu, và đội bóng Hải Lý sẽ là trang phục áo đỏ quần đen. Và đội xuất phát bên phía thủ Hải Lý sẽ gồm Minh Dự, Hải Huy, Văn Hiệu, Quốc Tịnh, Văn Hậu và Thành Lộc. Và bên phía thủ Hải Châu sẽ bao gồm Mạnh Hoàng, Tấn Minh, Chí Công, Thanh Tuyền, Nguyễn Sáng và Phạm Đạt. Và sẽ là điểm số đầu tiên cho đội bóng Hải Châu, 1-0. Một tình huống bỏ bóng tốt đến từ phía thủ Hải Lý. Đội điểm cho Hải Lý 1-1. Anh Đại ơi, quay lại màn hình Hải Lý Hải Châu đi, đang cầm banner đang chắn hết cả trận đấu rồi. Tấm banner xét 1 rồi anh. Đối với điểm cho Hải Châu 2-2. Điều phát bóng rất mạnh đến từ phía thủ Hải Châu. Một điều ông viết bóng ra ngoài đến từ cầu thủ số 11, đó là Hải Huy. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 3-2. Đối với điểm cho đội bóng Hải Lý 3-0.
Theo những quan sát của chúng tôi thì đang có rất đông những khán giả đang theo dõi trận đấu này qua sóng của Red Media. Nếu quý vị bạn là những cổ động viên của các cầu thủ đội bóng Hải Lý thì hãy các bạn có thể lên chữ Hải Lý trên khung chat của chúng tôi. Và nếu quý vị bạn là các cổ động viên của đội bóng Hải Châu thì quý vị bạn có thể lên thông điệp đó là Hải Châu trên khung chat của chúng tôi, để chúng tôi có thể biết được là các khán giả của đội bóng Hải Châu hay là đội bóng Hải Lý đang là đông hơn được không ạ? Một thế trận rất ngang bằng đang diễn ra tại trận bóng này. Đập bóng tốt, đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 5-4. Xác định là tình huống đập bóng bên phía chủ công, bên phía thủ Hải Lý thì bóng đã đi ra ngoài sân. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 6-4. Và theo quan sát của chúng tôi thì trên khung chat có rất đông những cổ động viên của xã Hải Châu. Còn những cổ động viên của xã Hải Lý thì cũng hiện tại cũng đang rất đông, nhưng khả năng là vẫn chưa để lại những thông điệp ở trên khung chat của chúng tôi. Và trận đấu cũng đang được phát trên kênh YouTube đó là Red Media. Cảm ơn tình cảm của anh Quang Quý rất nhiều. Và điểm số tiếp theo là đội bóng Hải Châu 7-4. Và ngay sau đó là một tình huống phát bóng mà bóng không đi qua lưới, đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 5-7. Cái thằng Yên Độ 11. Bỏ nhỏ rất hay. Một tình huống bỏ nhỏ tốt, đó là Thành Lộc, một cầu thủ có tên là Thành Lộc trong sân bóng chuyền, nhưng lại có một cái tên rất cứng trong bóng đá, đó là Lộc Sắt. Khi anh tham gia bóng đá thì có tên là Lộc Sắt. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 8-6. Rất nhiều những phán đoán đã được đưa ra trên khung chat, và hy vọng những phán đoán của các quý vị bạn dành đó là dành tình cảm cho những vận động viên của mình sẽ trở thành hiện thực. Xin chúc quý vị bạn có một sức khỏe thật tốt. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Và tiếp theo sẽ là quyền phát bóng đến từ đội bóng Hải Lý. Và tỷ số thì đã là 7-8. Tình huống đập bóng tốt, bóng đã chạm rào chắn bên phía thủ Hải Xuân, chạm tay chắn các thủ Hải Châu ra ngoài. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 8-0. Một tình huống đập bóng dọc biên rất hay của Tấn Minh. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 9-8. Một nỗ lực phòng ngự đến từ phía thủ Hải Lý, nhưng bóng thì đã ra ngoài sân rồi. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 10-8. Điểm
đập bóng ra ngoài. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 11-8. Cảm ơn những dự định của anh Trần Thuyết, những dự đoán của anh Trần Thuyết. Hy vọng là những dự đoán của anh sẽ chuẩn, giống như anh đánh bia vậy. Đập bóng tốt, điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 12-9. Và đúng như những dự đoán của quý bạn thì Hải Châu chỉ cần thắng tất cả các trận là vô địch rồi. Và trận tất cả những trận bóng truyền tại giải bóng truyền lần này tại huyện Hải Hậu sẽ được quay phát bởi hãng truyền thông Rex Media dưới sự phục vụ của bình luận viên Văn Toại. Một tình huống công rất hay, một biên đánh khá hay đến từ phía thủ Hải Lý, và đầu về điểm cho đội bóng Hải Lý 10-13. Dạ đúng rồi, anh Trình lâu cho ạ. Đập bóng rất hay, tình huống vít bóng mà hàng phòng thủ bên phía thủ Hải Lý không hề có một cơ hội nào cả. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 14-10. Đúng là bình luận viên Văn Toại rồi, mạnh lát ạ. Đập bóng tốt, và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 11-14. Một số lượng khán giả rất khủng đang theo dõi trên kênh truyền thông của Lex Media. Nếu quý bạn đang có những tình cảm rất tốt với chúng tôi thì cũng quý bạn sẽ để lại những thông điệp vui vẻ cũng như những thông điệp ý nghĩa nhất dành cho ban tổ chức của chúng tôi, cũng như những nút này và những lượt xa kênh của chúng tôi để những người thân cũng như các bạn bè, quý vị bạn có thể theo dõi những trận bóng chuyền rất hay tại giải bóng đá lần này tại huyện Hải Hậu. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Đối với điểm cho đội bóng Hải Châu 15-12. Và rào chắn bên phía thủ Hải Châu đã chứng tỏ được giá trị của mình trong hai tình huống thủ rất hay. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 16-12. Ok anh Thuyết ơi. Quyết định dứt điểm ở một tình huống rất xa lưới, và bóng thì không qua lưới đến từ phía thủ Hải Lý. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 18-12. Đập bóng rất uy lực đến từ số 9 bên phía cầu thủ Hải Lý, đó là Minh Dự. Và bóng đã chạm các rào chắn bên phía thủ Hải Châu
ra ngoài sân và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 13-18. Và một số khán giả đang để lại những thông điệp ở trên khung chat, đó là Hoàng Hằng bảo là úp trận này trên YouTube đi bạn ơi. Thì hiện tại thì đang có lỗi tín hiệu về đường truyền, thì quý vị bạn sẽ được theo dõi trận đấu này trên YouTube vào ít phút còn lại nữa thôi ạ. Và bên kỹ thuật thì đang điều chỉnh và sửa đi những lỗi đường truyền. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 20-14. Và sẽ là quyền hội ý ở trong set thi đấu nhất, và là quyền hội ý đầu tiên của đội bóng Hải Lý. Cảm ơn Nguyễn Tuấn. Sân bên kia hiện tại cũng đang nghỉ giải lao anh Minh Tư ơi. Và thời gian hội ý cũng đã hết, và xin mời quý bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại sân để theo dõi những diễn biến của set thi đấu thứ nhất, đó là cuộc đối đầu giữa các thủ Hải Lý và các thủ Hải Châu. Và tỷ số hiện tại trên sân thì đang là 21-14 nghiêng về các thủ Hải Châu. Và giờ thi đấu chiều nay mấy giờ bắt đầu anh ạ? Ok anh ơi, chiều nay thi đấu mấy giờ bắt đầu nhỉ? Và thời gian thi đấu trong buổi chiều nay sẽ là ở khung giờ khoảng 13:30 đến 14 giờ. Xin mời quý vị bạn chú ý đón xem. Đường tấn công tốt đến từ phía thủ Hải Châu, và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 23-15. Và sẽ là hai điểm số nữa đôi để các thủ Hải Châu hướng tới chiến thắng đầu tiên trong set thi đấu thứ nhất. Không biết đâu là vạch này. Một tình huống đập bóng xuống đáy chéo sân rất hay đến từ cầu thủ bên phía thủ Hải Châu, và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 24-15. Người vừa có tình huống vít bóng về phía đáy sân bên phía thủ Hải Châu đó là cầu thủ mang số áo 2 Phạm Đạt, phòng thủ rất bền bỉ, đó là cầu thủ Hải Châu. Và đã có tình huống mà cầu thủ Hải Lý đã để cơ thể của mình chạm vào lưới
và sẽ là điểm số cuối cùng trong set thi đấu thứ nhất, và sẽ là chiến thắng đầu tiên trong set thi đấu thứ nhất cho đội bóng Hải Châu. Anh Đại ơi, anh nhìn chân ơi, anh đổi cho em một điện thoại xem livestream khác được không? Còn bị đứng hình rồi, còn bị đứng hình rồi, pin yếu lắm rồi. Đấy, ngồi lên mớm mớm rồi đấy, ngồi lên đây, ngồi lên. Đấy, ngồi lên. Em ở đây đây anh. Cay lắm. Lượng lượng giấy tờ. Không yên tâm. Ê hộ em ơi, cài hộ em vào vào cửa hậu. Lệch lệch sang bên này tí. Đó là một thông điệp muốn truyền tải đến quý bạn. Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. BTV quay phụ nữ là điều đương nhiên anh em ơi. Sẽ là những thông điệp rất vui vẻ mà quý bạn vừa gửi đến các cameraman. Xin cảm ơn quý bạn rất nhiều. Và xin mời quý bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại sân để theo dõi những diễn biến của set thi đấu thứ hai giữa cuộc đối đầu giữa thủ Hải Lý và thủ Hải Châu. Và set thi đấu thứ nhất thì các thủ Hải Châu họ đã giành chiến thắng với một điểm chung cuộc trong cuộc đối đầu này. Xin cảm ơn bác Bùi Vận rất nhiều với những tình cảm mà bác đã dành cho các cháu. Khi đó là một thông điệp rất vui vẻ bác đã nhắn trên khung chat. Xin cảm ơn bác Bùi Vận và chúc bác có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bác rất nhiều. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 2-0. Và theo quan sát của chúng tôi thì trên khung sát cũng có sự xuất hiện của cựu cầu thủ bóng chuyền đến từ xã Hải An, đó là ông Trần Bắc, một cầu thủ mà ở tuổi trẻ thì Trần Bắc đã để lại rất nhiều những công hiến cho nền bóng chuyền của xã nhà. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 3-0. Anh em chú ý tỷ số kìa. Tỷ số là 4-1 nha, 4-1 nghiêng về Hải Châu rồi. Và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý, 2-4. Xác định sẽ là điểm số thủ Hải Châu trong một tình huống phát bóng mà bóng đi ra ngoài đến từ phía thủ Hải Lý. Và sẽ là 5-2 nghiêng với thủ Hải Lý. Anh đặt
Và nếu quý vị bạn đang theo dõi trên sóng truyền thông của Lake Media rồi, nếu quý vị bạn đang có trực tiếp ở lại sân, ở trên sân ở nhà thi đấu trung tâm Huyền Hậu ngay bây giờ, thì quý vị Huyền Hậu được sức nóng của những trận cầu đỉnh cao là như thế nào, mà một sân đấu mà chúng tôi muốn được đề cập giống như một chảo lửa thiên trường thu nhỏ vậy. Tình huống đập bóng ra ngoài đến từ các thủ Hải Lý và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 6-3. Anh Đại ơi, đổi điện thoại cho em sắp xong nguồn rồi. Một tình huống đập này vạch 3 mét rất hay đến từ phía thủ Hải Lý và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 4-6. Trận đấu trước thì đội bóng Hải Vân giành chiến thắng trước các thủ Hải Ninh với tỷ số xét đấu là 3-0. Anh Thanh Bình nghe thấy chưa? Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 7-4. Xác định là bóng đã chạm những rào chắn bên phía thủ Hải Châu và đi ra ngoài, sẽ là điểm đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 5-4, 5-7. Một lượng khán giả rất đông đang theo dõi trận đấu này qua sóng live stream của Red Media. Và xin nhờ quý vị và bạn chúng ta chia sẻ cho Red đi ạ, để Red sẽ ngày càng lớn mạnh và ngày càng phát triển hơn, để tạo ra những hình ảnh, những sân chơi rất lớn cho quý vị và bạn có thể xem những trận cầu đỉnh cao một cách chất lượng nhất. Xin cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều. Cảm ơn anh Quốc Toán và cảm ơn những thông điệp của anh đã gửi đến chúng tôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Những tình huống phòng ngự khá bền bỉ trong một tình huống bóng rất dài của hai đội bóng. Một tình huống đập vạch 3 mét rất mạnh, vẫn là vị trí số 9 Bình Dự. Và người chiến thắng trong một tình huống bóng rất dài dẳng đó là cầu thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 9-5. Và ngoài phát trực, việc đang phát trực tiếp trên Phở Bò, thì quý bạn có thể theo dõi những trận đấu của giải bóng đá lần này trên link YouTube của chúng tôi đang ghim trên màn hình. Đập bóng ra ngoài và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 11-5. Và bên phía thủ Hải Lý được xin phép có quyền hội lý đầu tiên trong set thi đấu thứ hai này.
Và thời gian hội ý cũng đã hết. Và xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại sân để theo dõi diễn biến của set thi đấu thứ hai của cuộc đối đầu giữa các thủ Hải Lý và thủ Hải Châu. Và tỷ số hiện tại trên sân thì đang là 12-5 nghiêng về các thủ Hải Châu. Và các thủ Hải Châu họ đã có một chiến thắng ở set thi đấu thứ nhất trước các thủ Hải Lý. Một tình huống đập bóng tốt đến từ các thủ Hải Lý. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 6-12. Cảm ơn tình cảm của anh Thiên Phạm. Và em cũng xin trả lời là rất tiếc cho anh là đội bóng chuyền Hải Minh ở giải lần này thì lại không tham gia giải bóng chuyền anh ạ. Mà Hải Minh chỉ tham gia giải vô địch sân 7 với môn bóng đá thôi ạ. Cảm ơn anh Trà Kẹo, một cổ động viên trung lập, một khán giả trung lập của trận đấu này. Xin cảm ơn tình cảm của anh rất nhiều. Liên tục là những tình huống phòng thủ rất bền bỉ, kiên trì đến từ phía thủ hai đội bóng. Sau đó là một đường chuyền hài không thực sự quá tốt đến từ cầu thủ mặc số áo 9 bên phía thủ Hải Châu. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 8-14. Sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 9-14. Cảm ơn anh Long Lê rất nhiều ạ. Và xin chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp nhau trên sóng live stream. Và cũng thể anh sẽ có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu này để hưởng một không khí rất sôi động ngay lúc này. Xin cảm ơn tình cảm của anh Long Lê rất nhiều. Những tiếng lao rất to đến từ phía thủ Hải Châu. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 15-9. Xác định là tình huống đá bóng tốt đến từ phía thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 16-9. Và bên phía thủ Hải Châu tiếp tục có sự thay đổi người khi số 6 sẽ rời sân để nghỉ ngơi. Và người vào sân đó là cầu thủ mang số áo 10.
bóng chạm rào chắn ra ngoài sân và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 10-16. Và dường như thì ở set thi đấu thứ hai này, các cầu thủ Hải Lý họ đang thi đấu một cách trơn tru và mượt mà hơn, và rất hy vọng họ sẽ là tìm lại chính mình ở những phút còn lại của trận đối đầu này để có một thế trận sôi động hơn, để cống hiến cho những khán giả những tình huống bóng hay hơn. Cảm ơn anh Quốc Toàn đã góp ý cho chúng tôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 11-16. Tình huống đập bóng nhanh đến từ phía thủ Hải Châu. Và chúng ta chỉ thường thấy những tình huống bóng đó ở trên TV mà thôi. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 17-11. Bóng không qua lưới và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 18-11. Và bên phía thủ Hải Châu tiếp tục có sự thay đổi người, tiếp tục có sự thay đổi về mặt nhân sự để đảm bảo sức khỏe có thể thi đấu cho trận đấu này một cách mượt mà nhất. Đó là những toàn tính đến từ những ban huấn luyện bên phía thủ Hải Châu. Vâng, cảm ơn những góp ý của anh Trần Hoan. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 12-18. Một tình huống đập máy bóng rất mạnh nhưng bóng thì lại đi ngoài sân. Và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 13-18. Một tình huống đập bóng không qua lưới đến từ phía đội bóng Hải Châu. Và điểm tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 14-18. Đập bóng tốt đến từ thủ Hải Châu. Đó là vị trí của Phạm Đạt. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 19-14. Bóng không qua những rào chắn bên phía thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 20-14. Và như ở thời điểm hiện tại là một lễ hội về thể dục thể thao tại nhà văn hóa trung tâm huyện Hậu. Và cụ thể hơn thì ở bóng chuyền sẽ là nhà thi đấu trung tâm huyện Hậu. Và bên cạnh môn bóng chuyền cũng có rất nhiều những môn thể thao sẽ được tổ chức vào dịp mùng 29 này. Và quý bạn có thể tới nhà văn hóa huyện Hải Hậu để theo dõi những trận đấu, những trận cầu đỉnh cao của bóng đá cũng như bóng chuyền và những môn thể thao khác nhau cũng còn sôi động hơn rất nhiều. Và bên cạnh đó, quý vị bạn có thể đến trung tâm văn hóa huyện Hậu để thưởng thức những ẩm thực của huyện Hậu. Liên tục là những góc quay rất đẹp, những thông điệp rất hay mà các cameraman muốn gửi đến quý vị và bạn.
Nhưng bóng hồng được coi là những hoa hậu của Huyền Hậu, những người hải hậu rất xinh đẹp. Và ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng giải bóng cũng như sự quay phát của chúng tôi tại giải đấu lần này. Đó là màn LED Thanh Phong từ thị trấn Cồn, trường mầm non Trân Châu mới, đến trụ sở chính thị trấn Yên Định, phòng khám đa khoa Huy Liệu, khu 2 thị trấn Yên Định, công ty xây dựng Phúc Yên, xã Hải Anh, siêu thị Con Chi Mắc, khu 3 thị trấn Yên Định, khu vui chơi New Quốc, khu 7 thị trấn Yên Định, điện máy Phúc Thành, khu 1 thị trấn Yên Định, nhà phân phối chăn ga Gối Đệm Hùng Hà, chợ đền Hải Anh, spa Vân Tuận, đường 56 xã Hải Thành, Hà History đậu xanh rau má, khu 4 thị trấn Yên Định gần cầu 19 tháng 5, kiến trúc Hải Đăng, khu đô thị Hải Hưng, tiệc cưới Thơm Ngân, đội 4 xã Hải Thành, trung tâm tiêm chủng Hùng Vương, Chi Nhánh Cồn, cầu Cồn Trong gần nhà thờ Đức Mẹ, xã Hải Tân, công ty trách nhiệm hạng nội thất Gian Pan Bình Minh, xã Hải Tây, đệ nhất nướng BBQ Vua Dê, khu đô thị Hải Hưng, kính thuốc Đại Quang, cầu đập nước Hai Đồng, xã Hải Hưng. Điện máy Việt Hương, đội 6 xã Hải Thành, công ty đá Ruby, khu 3 thị trấn Yên Định, máy tính Minh Giang, xóm 18 xã Hải Hưng, đối diện cây xăng Yên Định, phòng khám Nam Mâu, khu 4 thị trấn Yên Định, sự kiện Pho Ngoan, xóm 4 xã Hải Thành, nước mắm Đại Nông, thị trấn Tịnh Long, hợp tác xã Linh Phát, xã Hải Chính. Xin cảm ơn những nhà tài trợ rất nhiều. Và các quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh của Rách Mia. Quý vị và các bạn muốn có những banner quảng cáo, những dòng chạy quảng cáo trên sóng live stream của chúng tôi. Một sóng live stream có rất nhiều những người theo dõi, rất nhiều những khán giả ruột của Rách Media.
Delay đi. Alo. Anh Đại ơi, em bị mất mic rồi đấy, chưa có mic đâu, chưa lên lại mic đâu. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đối với điểm cho đội bóng Hải Lý 2-6.
Alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alo. Thank you.
Đội bóng tốt. Được điểm cho đội bóng Hải Châu 12-9. Phạt bóng rất mạnh của số 16 bên phía thủ Hải Châu. Đáng tiếc thì bóng lại đi ra ngoài và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý. 11-12, 10-12. Đá bóng không qua lưới. Điểm tiếp theo cho đội bóng Hải Lý. 11-12. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 13-11. Cổng rất hay, một miếng đánh rất bài bản đến từ phía thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 14-11. Người có tình huống dứt điểm hay đó là Phạm Đạt bên phía thủ Hải Châu. Xác định bóng qua đầu nhưng vẫn trong sân bên phía thủ Hải Lý. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 15-11. Phía thủ Hải Châu đó là vị trí của Tấn Minh và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 16-12. Đá bóng tốt. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 17-12. Phát bóng ra ngoài. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý 13-17. Gia Hải Phương thì không có trong danh sách thi đấu chị ạ. Cầm được rồi.
Và điểm cho đội bóng Hải Lý 14-18. Đập bóng tốt đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 19-14. Hải Phú không có. Huyện mình có tham gia rất nhiều môn thể thao, có tổ chức rất nhiều môn thể thao, có cầu lông đấy ạ. Ok, Mạnh Nạt. Và sẽ là thời gian nghỉ hội ý trong set thi đấu thứ 3. Hải Lộc đánh với Hải Long sáng nay rồi anh ơi. Đúng rồi, Hải Phú ở trong cụm Hải Châu ạ. Thời gian hội ý cũng đã hết và xin mời quý bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại sân để theo dõi những diễn biến của set thi đấu thứ 3. Và tỷ số hiện tại trên sân thì đang là 19-14 nghiêng về cầu thủ Hải Châu. Và nếu như ở set thi đấu này mà cầu thủ Hải Châu họ giành chiến thắng tiếp theo trước cầu Hải Lý thì sẽ là một trận thắng của cầu thủ Hải Châu trước các đối thủ đó là cầu thủ Hải Lý. Thì đây sẽ là thể lệ BO5. Phát bóng không qua lưới đến từ phía thủ Hải Lý và đổi điểm cho đội bóng Hải Châu 20-15. Mặc dù thời gian thi đấu thì đang ở thời điểm ăn trưa nhưng hiện tại thì các bằng ghế khán giả tại các khán đài cũng đang chặt cứng. Một lượng khán giả rất đông đã đổ về nhà thi đấu trung tâm Huyền Hậu để theo dõi giải bóng chuyền nam lần này. Cảm ơn Lâm Nguyễn, cảm ơn tình cảm của bạn đã dành cho bình luận viên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một tình huống đập bóng ra ngoài và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 17-20. Tình huống đập bóng rất lực đến từ số 16 bên phía thủ Hải Châu. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm đập bóng mép lưới đến từ phía thủ Hải Châu. Liên tục là những miếng đánh rất đa dạng đến từ phía thủ Hải Châu. Tình huống cuối cùng thì bóng lại ra ngoài sân và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Lý 18-20. Thị trấn Cồn hiện tại cũng đang thi đấu ở sân thứ hai, sân số 2 ở thời điểm song song với trận đấu này đang diễn ra. Tình huống bò nhỏ rất hay, mặc dù vị trí libero bên phía thủ Hải Trí đã có, Hải Lý đã có tình huống chơi lan xả nhưng chẳng có một cơ hội nào cả và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 21-18. Tình huống phạt bóng rất cắm đến từ số 16 bên phía thủ Hải Châu và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 22-18. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 23-18. Một lối chơi rất Hải Châu đang diễn ra khi các thủ Hải Châu họ đang dùng những miếng đánh khác nhau
trong những tình huống tấn công, nhưng đa phần sẽ là những tình huống đặt bóng treo biển sẽ được sử dụng rất nhiều. Và tỷ số thì đã là 24-18 nghiêng về rủ Hải Châu rồi. Phát bóng không qua lưới và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Lý, 19-24. Và rất có thể trận đấu này sẽ là một kịch bản tương tự của trận đấu trước đó, khi các thủ Hải Vân họ đã có chiến thắng cách biệt với các thủ Hải Ninh, đó là 3-0. Và đúng là như vậy, một kịch bản tương tự đã xảy ra ở trận thi đấu thứ hai, khi các thủ Hải Châu họ đã có chiến thắng trong xét thi đấu thứ ba với tỷ số 25-19 và đã có 3 xét thắng để có chiến thắng đầu tiên của mình tại giải bóng đá lần này. Xong rồi, có chào khán giả luôn không? Buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị bạn vào buổi chiều ngày nay, chiều ngày hôm nay, và vào khung giờ 13:30 đến 14:00. Và chúng tôi sẽ livestream và gửi đến quý bạn những hình ảnh đẹp nhất của bóng chuyền Nam huyện Hải Hậu. Xin cảm ơn những tình cảm quý vị bạn đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều.